đây giờ coi như thuốc ngừa về quá trời luôn, bây giờ máy ấm không có đủ kinh phí, tạm thời thì mua đỡ cho mấy bé 10 liều, 10 liều trước, 10 liều ngừa. Rồi mấy cái chậu để cho mấy đứa bé mèo con ăn uống này, rồi sữa tắm nè, tắm cho mấy bé. Còn rồi cho nó ăn hạt đi. Mua ba tê mà bây giờ hết tiền, bây giờ cũng có ăn hạt luôn. Nhiêu anh? 1.260.000. 1.260. Đây.